sân khấu của nghệ sĩ thần tượng tuần này là sự hóa thân thành các nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ Minh Cảnh, nghệ sĩ Tấn Tài, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Mỗi bằng xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị ở quê nhà. Ôi, đã quá. Tôi đem đi gánh nước cánh đình làng, mùi cỏ dài mơ màng trong đêm vắng. Em xuất sắc từ lời ca đến cách thể hiện của em, nghe đã quá anh Long ơi. Hả? Ca hay của anh Long. Yeah. Những giai điệu vàng son một thuở sẽ được nâng vang tại chương trình Nghệ sĩ thần tượng, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 27 tháng 8 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.